bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo bơi, bên thanh bình ta sống thành trăng thanh, dù tình ta như sóng đưa con thuyền tình.
hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà. Trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như một ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bầy chim mẹ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng đưa con thuyền tình. Anh thấy không anh, anh thấy không anh, anh thấy không anh, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà. Đừng che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà.
sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày
Go ask for more. 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute.
to last. They ain't looking inside for the needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more.
lại thông báo của hai vị đại diện của hai bên gia đình. Cũng chỉ còn ít phút nữa thì chuyến xe hoa mang biển số hạnh phúc của chú rể Xuân Trường cùng với gia đình nhà trai sẽ chính thức trở về với khán phòng đại tiệc tư gia của gia đình nhà gái chúng ta. Và một lần nữa cũng xin được bạn phát truyền lời mời của gia đình nhà gái, đó chính là ông Quách Văn Hiên, bà Bùi Thị Tiếp là song thân phụ mẫu của tần của giờ Hồng Nhung. Cũng xin mời sự trở lại của các cụ, các ông, các bà. Cùng toàn thể quý vị quan khách sẽ cùng trở ra phía ngoài cổng hoa kia để cùng bà dành tặng tới cho toàn thể quý vị quan khách, đặc biệt là gia đình nhà trai, bằng những cái nắm tay thật chặt theo chân lời chào đón tốt đẹp nhất sẽ có mặt trong buổi trường ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời và truyền lời mời. Kính thưa quý vị, và giờ đây để nhận lời hoa của chúng tôi cũng xin được dâng rộng vòng tay rộng mở để cùng chào đón sự trở lại của toàn thể quý vị quan khách. Và xin mời chú rể và nàng dâu trước tiên, xin mời hai bạn sẽ cùng trở về với mái nhà hạnh phúc của quê gia để chúng ta sẽ cùng nhau bước lên hương kính chào biết bài gia tiên tổ đường, một trong những nét đẹp truyền thống cho phong tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta. Xin mời. Xuân Trường cùng với Hồng Nhung, họ sẽ chính thức nắm tay nhau để cùng bước đi chung trên một con đường, đó chính là con đường mang tên hạnh phúc, làm con của hai bên gia đình. Kính thưa tất cả quý vị, quan khách thân mến, và trong ngày hôm nay, được sự ưu ái, được sự tin tưởng của gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái, tất cả anh em ban nhạc ekip chúng con cũng được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Trường Thu. Trong ngày hôm nay, với tôn vinh vẻ đẹp và tôn vinh tình yêu của chú rể và nàng dâu, với những khoảnh khắc yêu thương đầu tiên và tuyệt vời, xin được dành tặng tới cho quý vị với thay ngàn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và ngay bây giờ, chúng con cũng không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng tôi cũng xin được long trọng tuyên bố buổi lễ vô quy của tân chú rể Xuân Trường sánh duyên cùng với tân cô dâu Hồng Nhung. Xin được bàn phép bắt đầu một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều.
Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong tất cả các buổi đại tiệc, đại lễ vô quy, đại lễ thành hôn nào cũng vậy, chủ đề mà chúng con muốn nhắc tới đầu tiên không chỉ là tôn vinh tình yêu đẹp của chú rể và nàng dâu, mà chúng con còn muốn tôn vinh cả công ơn của những người làm cha làm mẹ. Và để theo đúng thuần phong mỹ tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta từ ngàn đời xưa ông cha ta để lại, thì ngay bây giờ Quỳnh Nhi cũng xin mời một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà trai cùng với một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà gái sẽ cùng khởi thân và trở về lại về sân khấu trang trọng để chúng ta cũng có đôi lời ý kiến phát biểu xin dâu của vị đại diện gia đình nhà trai cùng với lời đáp từ của vị đại diện gia đình nhà gái trước sự chứng kiến đông đủ của các cụ, các ông, các bà. Con xin được trân trọng kính mời. Người Việt Nam chúng ta, Quỳnh Nhi cũng xin mời một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà trai cùng với một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà gái sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu để chúng ta cũng có đôi lời ý kiến phát biểu xin dâu và lời ý kiến phát biểu đáp từ của hai bên gia đình. Rằng mỗi nơi, mỗi phong tục, mỗi vùng miền có một cái nền tảng văn hóa về đám cưới hỏi khác nhau. Và có thể là với nghi thức xin dâu và nghi thức đáp từ, hai bên gia đình chúng ta đã cùng thực hiện ở phía bên trong nhà của nàng dâu hiền dâu thảo Hồng Nhung. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bố mẹ nào cũng vậy, cũng muốn dành sự yêu thương, sự quan tâm, sự vun vén dành tặng tới cho hai con của mình là tình yêu thương vô điều kiện. Và ngay bây giờ, với những khoảnh khắc tuyệt vời, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu ngay lúc này là sự trở lại của ông Quách Văn Hiên, bà Bùi Thị Tiếp, là song thân, phụ mẫu, là người bố, người mẹ thân yêu của tân cô dâu Hồng Nhung sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu để cũng có những món quà yêu thương gửi trao để cùng gửi gắm tới cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Được trở về từ bà nội thân yêu của tân cô dâu Hồng Nhung bằng tất cả những sự vun vén dành tặng tới cho con, cho cháu của mình với những điều tốt đẹp nhất. Ngoài với những tất cả sự hy sinh tận tảo thầm lặng, ngày hôm nay bà cũng đã chất chiêu món quà này qua bao nhiêu thời gian để cùng gửi tặng, gửi trao lại cho hai cháu, để cho hai cháu của mình có thể lấy đó làm tiền bề, làm những bước tam đà đầu tiên cho cuộc sống của mình sau này sẽ tốt đẹp hơn thưa quý vị. Và món quà tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt về phía sân khấu ngay lúc này là một món quà tuyệt vời. Món quà này được trở về từ người bố thân yêu của tân cô dâu Hồng Nhung, cũng có một món quà yêu thương để cùng gửi gắm lại cho người con trai, người con rể yêu quý của mình. Một món quà thật ý nghĩa, xin mời. Và xin quý vị sẽ cùng nổ lên những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nhé. Xin được cảm ơn món quà được trở về từ bố rất nhiều. Và tiếp theo, một món quà yêu thương sẽ lại được trở về từ người mẹ thân yêu của tân cô dâu. Mẹ ngày hôm nay, với sự chất chiêu bao nhiêu ngày tháng đã dành tặng tới cho con với những món quà thật ý nghĩa, xin mời. Kính thưa các bạn,
nói rằng nuôi con 9 tháng 10 ngày, nuôi con từ những giọt sữa đầu đời. Trong ngày hôm nay, trên gương mặt của cha, của mẹ cũng đã có những vết hằn thời gian mà chúng tôi gọi một cách thầm lặng, đó chính là những vết hằn tình yêu. Cũng bởi vì có những vết hằn tình yêu này mà cho chúng con có thể hiểu rằng với tất cả những tình yêu thương đó, qua bao nhiêu năm tháng, bố mẹ cũng đã có sự hy sinh vất vả như thế nào. Và đối với các con, cho dù các con còn lớn, có trưởng thành, có thành công ngoài xã hội như thế nào đi chăng nữa, thì trong thâm tâm con vẫn luôn luôn cần sự bảo ban, cần sự chở che của đấng sinh thành dưỡng dục cũng đã vun vén tới cho hai con của mình. Xin lời cảm ơn bố mẹ rất nhiều về một món quà ý nghĩa này. Với những khoảnh khắc thầm lặng như thế này, chúng tôi cũng không muốn nói những từ ngữ hoa mỹ gì nhiều đâu. Chúng tôi muốn tất cả quý vị sẽ cùng lắng đọng vào không gian này. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu thương của gia đình lúc nào cũng luôn là một tình yêu thương đằng sau mà che chở cho chúng ta đến suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng với thời gian của hai bên gia đình chúng ta để chọn được giờ tốt giờ lành để cho hai con sau này có thể được một gia đình yên ấm, thì gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái cũng đã có giao ước về thời gian ngay từ đầu. Và có thể nói buổi lễ vô quy của Xuân Trường cùng với Hồng Nhung sẽ còn kéo được một khoảng thời gian sẽ là dài nữa. Nhưng vì điều kiện, vì thời gian của hai bên gia đình chúng ta có hạn, nên chúng con cũng xin được màn phép khép lại buổi lễ vô quy tại đây. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi lễ thành hôn của gia đình nhà trai. Còn ngay bây giờ, xin được chào toàn thể quý vị. Đi cái đó. Alo. Thầy bắt cho cha đi nha, xin mời các cụ các mẹ chuẩn bị để cho chú chưa lên thôi. Mời ông Tuấn, mời ông Hiển, bắt Trương. Bà Trương này, chị Giang, cháu Đau, cháu Duy. Đưa vô đã có Duyên, Anh, Hương, Hoa, Thái. Để mời cho đi ra con nghe. Mình muốn cảnh lên. Quả quay em đi nhiều. Cái quả của Bác Trung, Bác Anh Lương. Anh Thank you.
vào phát là bắn hết phát luôn, chịu luôn nó lên. Toàn đi sau nó bắn đấy. Lên sân khấu nhà gái không có quả pháo nào luôn. Bắn 5-6 quả một lần. Nó cho nó bắn không? Pháo nó bắn trêu nhau. Trêu nhau bắn không phải. Hai quả bắn luôn một thể luôn chứ. 4 quả luôn một lần. 4 hay 5 quả một lần luôn. Lên sân khấu không có quả nào rồi. Bắn chán quả bắn pháo nó bắn hết phát luôn. Bông 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 đập bông bưởi bưởi lại bưởi hoang 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 chậm trời trời lên bằng mặt trăng đăng mời nắng nga thương hồn rồng phong quan và đó 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 rồng phong quan và đó
tính của người bà mà còn có thể sửa chữa rất là nhiều với hai bản tính đang tuyệt vời vừa rồi. Và quý vị có thể dành tặng tới cho anh ấy xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi cũng xin mời sự trở lại của Xuân Trường Hồng Nhung sẽ cùng nắm tay nhau để cùng trở về với trung tâm sân khấu ngay lúc này. Trước tiên là để chúng ta sẽ cùng ra mắt tới toàn thể các cụ, các ông, các bà. Và sau đó là chúng ta có thể tổ chức nên buổi lễ thành hôn này thật trọn vẹn và thật nhiều ý nghĩa. Và một lần nữa xin được sang sổng vòng tay để cùng chào đón sự trở lại của quý vị. Với những bước chân hành trình của mình, ngày hôm nay Xuân Trường Hồng Nhung cũng đã chính thức nắm tay nhau để cùng trở về với khán cục vinh quang, để cho vẻ đẹp này, hạnh phúc này sẽ được quý vị chứng kiến và thăng hoa tại cảnh ước tuyệt vời của gia đình nhà trai. Với những bước đi hạnh phúc ngày hôm nay, họ sẽ chính thức làm con của hai bên gia đình trước sự chứng kiến đông đủ của các cụ, các ông, các bà. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt về phía trung tâm sân khấu của chúng cùng gia đình nhà trai. Và ngay bây giờ xin được chào đón Xuân Trường Hồng Nhung. Xin quý vị sẽ cùng nổ lên những chào pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng nhé. Với những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời, tất cả những nghi thức, những nghi lễ trang trọng sẽ được diễn ra tại sân khấu của gia đình nhà trai. Và với những ý nghĩa thế đầy đủ theo đúng chuẩn phong mỹ tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta. Và xin quý vị sẽ cùng an toàn tại những hàng bàn, hàng ghế danh dự đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời và chuyển lời mời. Và nàng dâu sẽ cùng nắm tay nhau để cùng quay trở về với trung tâm sân khấu để cùng diện kiến và ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin mời. Các cụ, các ông, các bà, các vị quyền niên khách quý của hai bên gia đình thân mến. Và trong ngày hôm nay, với sự trở lại và sự hiện diện của gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái, cho phép tất cả anh em ekip chúng con cũng được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện để cưới Trường Thu. Cũng xin được thay mặt cho gia đình nhà trai xin được cảm ơn sự trở lại với đông đủ sự hiện diện của quý vị rất nhiều. Và có thể nói rằng dấu ấn ngày trong đời đầu tiên, khoảnh khắc mà chú rể Xuân Trường, cô dâu Hồng Nhung được chào đón cho những tình cảm thân thương mà hai bên gia đình chúng ta đã cùng vun vén. Và ngày hôm nay gia đình nhà trai, ông Quách Văn Lập, bà Bùi Thị Hình là song thân phụ mẫu của tân chú rể Xuân Trường cũng đã vui lòng được viết chú tên trên cánh điệp hồng với gia đình nhà gái. Đó chính là ông Quách Văn Hiên, bà Bùi Thị Tiếp là song thân phụ mẫu của tân cô dâu Hồng Nhung. Và ngày hôm nay đó chính là ngày 25 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 9 năm Canh Tý. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, tất cả anh em ban nhạc chúng con cũng được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện để cưới Trường Thu. Cũng xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của Xuân Trường Hồng Nhung xin được mạn phép bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ để theo đúng thuần phong mỹ tục cưới hỏi của người Việt Nam chúng ta, Quỳnh Như cũng xin mời một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà trai cùng với một vị đại diện được trở về từ gia đình nhà gái sẽ cùng khởi thân và cùng trở về lại với trung tâm sân khấu để chúng ta cũng có đôi lời ý kiến phát biểu trao dâu của vị đại diện gia đình nhà gái cùng với lời đáp từ của vị đại diện gia đình nhà trai trước sự chứng kiến đông đủ của các cụ, các ông, các bà. Con xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, quan viên hai họ, hôm nay tôi thay mặt cho phái đoàn Hội Nhà Gái có đôi lời phát biểu trao dâu cũng như là ban tổ chức đã cho phép. Thì lời đầu tiên cũng như là đại diện cho họ gia đình Hội Nhà Gái xin cảm ơn tấm lòng vàng của họ gia đình nhà trai đã đưa con chúng tôi về với gia đình Hội Nhà Gái. Thì trước lời trao dâu cũng như là lời dặn dò qua cái thời gian tìm hiểu của hai con, thì đến ngày hôm nay là đã đến chín muồi đơm hoa kiếp trái cho hai con đi đến ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Thì cũng hai bên gia đình cũng chọn ngày này tháng tốt là ngày 25 tháng 10 năm 2020 để tổ chức buổi lễ thành hôn cũng như là tổ chức đám cưới cho hai con. Thì cũng là đến giờ hoàng đạo, giờ tốt giờ lành của hai bên gia đình, thì cũng thay mặt cho gia đình Hoàng Nhà Gái cũng có đôi lời phát biểu để thứ nhất là dặn dò hai con, thứ hai là kết nghĩa thông gia giữa hai bên họ hàng gia đình. Thì lời đầu tiên thì cũng xin phép các cụ ông cụ bà bên họ nhà trai, thì cũng con chúng tôi đã có lớn nhưng mà chưa có hôn, thì mong các ông các bà, cô dì chú bác, quan viên họ nhà trai tạo điều kiện cũng như là giúp đỡ để con chúng tôi là con dâu Hiền Châu Thảo của các ông các bà, cô dì chú bác, quan viên họ nhà trai, cũng như là sau này để cháu con của các ông các bà là dâu Hiền Châu Thảo cho các ông các bà. Thưa các bố, các mẹ, bên họ nhà trai nhà gái chúng ta hôm nay nữa, thưa bên họ nhà gái, tôi rất cảm ơn các bố, các mẹ, đứa dòng cái con đang cải huyết đi mì suối cả ngày lên, nhớ suối chơi đẹp nữa. Dòng con đang cải huyết thôi, uống chiếm nhà thôi, trôi chiếm họ đang thôi, tôi chân thành cảm ơn bên họ nhà gái. Để mà lý chương hiện hiện nữa, tôi xin cảm ơn tất cả chị đoàn thanh niên, phụ nữ, thẩm năng đưa con ra cải huyết đủ nhớ. Chợt rộ uống đến tôi, bữa mày mới lên. Tôi xin đừng chớp mặt hồi hồn ngày hôm nay nên tôi xin rất cảm ơn tất cả mọi người. Bố mẹ Mã Linh đến tôi có một con dù hiến dù cháo dâu cháo cho trộn của đến tôi có hết cơm rồi đó đi lo ăn cảo mà hết rau nữa đi liệt chê nữa đi lo mua cho đến tôi rất cảm ơn. Bố mẹ Mã Linh có hết hết đi ăn lo cho đến tôi. Cái con cao em lớn con dù ra ăn bán trộn của đến tôi xin rất chân thành cảm ơn các bố các mẹ bên họ nhé gái. Và kể từ ngày hôm nay, chiếc nhẫn tình yêu này đã minh chứng cho tình yêu của họ sẽ luôn luôn bên nhau, một đời san sẻ tất cả những khó khăn để giữ trọn lời thề, giữ trọn tấm lòng thủy chung của tình nghĩa vợ chồng. Và xin quý vị có thể dành tặng tới cho họ xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để minh chứng cho những điều đó thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn những tầng bánh ngọt ngào, đặc biệt là những chai rượu sâm panh, minh chứng cho sự thăng hoa vĩnh cửu của hạnh phúc. Và ngay bây giờ trở về với tất cả những nghi thức đầu tiên, Quỳnh Nhi cũng xin mời Xuân Trường và Hồng Nhung, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để cùng trở về với chiếc bàn bên trái, chiếc bàn tình yêu đầu tiên, để chúng ta sẽ cùng nhau cắt ra những tầng bánh tình yêu ngọt ngào này. Xin mời. Chiếc bánh này mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, nó tượng trưng cho ba ý nghĩa, ba nấc thang của cuộc đời. Và để cùng minh chứng những sự sẻ chia đó, chú rể và nàng dâu chúng ta sẽ cùng cắt chiếc bánh từ dưới lên trên nhé. Chiếc bánh đầu tiên, lần cắt đầu tiên này thể hiện cho sự thăng hoa trái ngọt của tình yêu đôi lứa với bao niềm yêu cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc. Và chiếc bánh thứ hai, phần bánh thứ hai tuyệt vời, họ đã cùng sẻ chia cho nhau thông qua những chiếc bánh tình yêu này. Và để cùng tận hưởng những hương vị ngọt ngào, dư vị của cuộc sống, sự tươi tốt của trái trăng bốn mùa đã biến chiếc bánh tình yêu này trở thành trong những chiếc bánh tình yêu ngọt ngào nhất của thế kỷ, thưa quý vị. Bên em bao nhiêu anh say trong hạnh
chiếc bàn bên phải để cùng nhau rót ra những ly rượu sờ bánh đầu tiên. Kính thưa quý vị, với một ngày ý nghĩa, một ngày vui, một ngày trọn vẹn, chắc hẳn ai cũng mong rằng ngày vui của mình sẽ luôn luôn có thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều những lời chúc mừng. Và chúng tôi cũng vậy, cũng rất mong muốn rằng một lưu duyên này sẽ luôn luôn đạt được điểm cột mốc trong cuộc sống của mình. Trên sử dụng bánh đầu tiên cũng đã được khui ra. Và để thể hiện cho sự đồng lòng cùng nhau sẻ chia, chúng ta sẽ cùng rót ra những ly rượu và trở về với tận tháp ly. Dù qua bao tháng năm dài, rót ra những ly rượu và trở về với tận tháp ly. Còn với hai ly rượu ra bôi, chúng ta sẽ cùng rót sau nhé. Gói trắng đã tạo nên một phong cách huyền ảo hạnh phúc cho ngày hôm nay, với một mang một ý nghĩa, đó chính là những bước nam đạo đầu tiên cho tình yêu lên ngôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng vui chơi trên sân bay thứ hai đi ạ. Và trước tiên Quỳnh Nhi cũng xin mời chú rể và nàng dâu, chúng ta sẽ cùng rót ra hai ly rượu mà chúng tôi đã đặt sẵn ở trên bàn. Để chút ít nữa chúng ta sẽ cùng nhau uống ly rượu ra bôi. Đang về với tình yêu trái đất này, và còn lại rượu chung chai chúng ta sẽ cùng tiếp tục rót ra và trở về với tầng tháp ly. Nhìn nhau anh mất hơn cho Quỳnh Như có điều kiện và được trở về đây để cùng đồng hành với trung tâm tổ chức sự kiện để cưới Trường Thu, cái đàn hoàng hợp cùng với sự trở lại của nhà quay camera Đặng Thế Tùng, và sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời giữa buổi lễ thành hôn này của chú rể Xuân Trường, của Dương Hồng Nhung. Và ngay bây giờ xin mời chú rể và nàng dâu sẽ cùng nâng lên hai ly rượu và cùng trở về với trung tâm sân khấu. Kính thưa quý vị, và trên tay của chú rể Xuân Trường, của dâu Hồng Nhung, họ đã cùng nâng lên hai ly rượu hồng này, đó chính là hai ly rượu giao môi, minh chứng sự sắt son của tình nghĩa vợ chồng và một đời hẹn ước sẽ cùng nhau trải qua tất cả những khó khăn, những giông tố của cuộc đời để cùng nhau vun vén cho một tổ ấm hạnh phúc. Và ngay bây giờ chúng tôi cùng xin mời Xuân Trường, Hồng Nhung, chúng ta sẽ cùng hướng mắt vào nhau đi nào. Đang chéo tay nhau nhá. Và Quỳnh Như xin được nhận nhịp cầu nối đếm từ 1 đến 3. Đang chéo tay nhau đi nào. Và quý vị có thể đếm với Quỳnh Như được không ạ? Chưa đếm chưa uống. Nghe kỹ lời em nói nào. Và bây giờ quý vị có thể đếm với em được không ạ? Từ 1 đến 3 nhé thưa quý vị. Uống cạn nhá. 1 2 3 Xin mời một tràng vỗ tay thật lớn quý vị để cùng chúc mừng đi ạ. Không biết nhạc đâu hết. Chỉ âm thanh luôn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ với những khoảnh khắc yêu thương đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ lại cùng quay trở về với tất cả những nghi thức, những nghi lễ chính trong ngày hôm nay. Và có thể nói rằng Xuân Trường cùng với Hồng Nhung, đôi con tim đã hòa cùng một nhịp đập. Xin được dành ngàn lời cảm ơn cho ông bà ba mẹ đã ban tặng cho họ cuộc sống đủ đầy, để rồi họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Xin được cảm ơn tạo hóa đã ban cho họ trái tim đồng điệu,
hoặc cùng một lời nói yêu thương, để rồi cuộc đời này họ sẽ cùng sánh vai bên nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn niềm vui và cùng chúng ta chia sẻ tất cả những khó khăn trong cuộc đời này, trao lại con thuyền tình yêu của họ đến với bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Mà ở nơi đó sẽ chỉ có tình yêu mãi mãi được điều trị trong trái tim của Hùng Nhung cũng như Xuân Trường. Và kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu ngay lúc này sẽ là sự hiện diện của bố mẹ, đó chính là ông Quách Văn Lập, bà Bùi Thị Hình, là song thân của mẫu của chàng rể, sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu. Và trong ngày hôm nay, bố mẹ cũng có những món quà yêu thương gửi trao để cùng gửi gắm tới cho hai con. Xin mời. Và có thể nói chúng ta còn lớn, có trưởng thành, có thành công ngoài xã hội như thế nào đi chăng nữa thì rất mong rằng trong thâm tâm của những người làm con như chúng ta lúc nào cũng sẽ có một bờ vai, một gia đình, một điểm tựa sẽ luôn luôn dang dở vòng tay để đón chào chúng ta mỗi khi cần. Và xin mời bố và mẹ sẽ cùng dành tặng tới cho hai người con thân yêu của mình một cái ôm thật chặt nhẹ. Xin mời, xin mời bố. Một chào bố tôi thật là đúng quý vị để cùng chúc mừng đi ạ. Kính thưa quý vị, và trở về với sân khấu hải phong ngày lúc này là sự diện diện của người em trai thân yêu của thân chú rể Xuân Trường, với những món quà nhỏ thôi nhưng mang đầy ý nghĩa, với chỉ một mục đích, với một lý do là muốn sao cho anh chị của mình sẽ luôn được trăm năm hạnh phúc. Những tình yêu thương của gia đình, sự hiện diện của bố, của mẹ, của em trai, chúng tôi biết rằng đó là niềm hạnh phúc của tân chú rể Xuân Trường. Và xin quý vị sẽ cùng dành tặng tới cho bố mẹ cũng như em trai một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc sức khỏe đi ạ. Kính thưa quý vị, và có thể nói rằng trước khi chúng tôi đã trở về với quý vị, đặc biệt hơn nữa là những người làm nghề như chúng tôi sẽ luôn phải tìm hiểu kỹ những phong tục tập quán của mỗi vùng miền khác nhau. Và trong phong tục cưới hỏi của ông cha ta ngàn đời xưa để lại có đã tương truyền rằng với một mối lương duyên có ông Tơ, có bà Nguyệt, và trong mối lương duyên ấy ông Tơ bà Nguyệt cũng đã xe dây cho hai thần đồng, đó chính là với trai tài gái sắc này, đó chính là tình yêu, và để vun vén để sự làm thanh mai trúc mã cho chú rể và nàng dâu với sợi dây chỉ hồng. Thì ngay bây giờ sức mềm phù sâu cùng phù rể của chúng ta sẽ cùng hướng mặt vào nhau đi nào. Xin mời, đan chéo tay nhau. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng rót ra thật đầy những chén rượu ở trên bàn và cùng đứng dậy, và quý nhân xin được là những câu nói đến từ 1 đến 3 nhá. Xin mời quý vị đi ạ. Chúng ta sẽ cùng rót thật đầy những ly rượu ở trên bàn và cùng đứng dậy tất cả đi nào. Quý nhân xin được là những câu nói đến từ 1 đến 3 để cùng chúc mừng tới cho hạnh phúc của chú rể và nàng dâu. Và ngay bây giờ uống cạn nhá. 1 2 3, xin mời. Uống đi nào, cạn đi. Yeah. Xin được cảm ơn phụ dâu cùng phụ rể rất nhiều. Và ngay bây giờ quý vị có thể đến với em được không ạ? 1 2 3 nhá. Nhìn cô dâu đừng nhìn tôi. Tôi đâu phải cô dâu. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ 1. Ai đếm 2 đấy? Lên đây làm MC hộ em cái. 2. 2 rưỡi. 3. Xin mời.